Đây nhé mọi người, lý do tại sao khách hàng hay mua xe Jack N350 Plus ấy, cũng tải 3 tấn rưỡi, có nhiều lựa chọn như là Hyundai, Isuzu, Hino hoặc là mấy dòng xe đô thành các thứ, xe liên doanh TMT các thứ. Nhưng tại sao khách hàng hay mua xe Jack N350 Plus? Lý do là chỗ này nhá. Ở đây này chỉ có dòng Jack 3 tấn rưỡi thì mới có được thắng hơi thôi anh chị. Đó, chỉ xe Jack 3 tấn rưỡi mới có thắng hơi. Nên là tải 3 tấn rưỡi có thắng hơi thì mình khách hàng lựa chọn dòng Jack 350 Plus này. Vừa có thắng hơi này. Thùng vừa dài, thùng nó tới là 5m2. Đây, thùng hàng dài tới 5m2. Đó, thùng hàng dài 5m2 có thắng hơi. Tại vì sao xe này có thắng hơi? Tại vì nguyên bản của nó là xe Jack này, là xe Jack là 7 tấn ấy chị. 7 tấn hạ tải xuống 3 tấn rưỡi. Đó. Và thứ ba nữa là cái động cơ của nó. Là động cơ, nó động cơ Euro 5 và được trang bị. Là động cơ DAV của Đức anh chị. Đó. Nhìn cục máy này rất sắc nét luôn. Sơn bóng hết. Đó. Và động cơ này thì chỉ có dung tích là 2.9 lít. Rất là phù hợp nha, rất là phù hợp, và nó mang nó khỏe hơn dòng 2.7 lít rất là nhiều. Khỏe hơn. Thì một số người có thể so sánh là xe 3 tấn rưỡi 2.7 lít thì nhưng mà công suất của nó cho 20 mã lực. Còn con này là 2.9 lít nhưng công suất tới là 165 mã lực. Tức là bằng cái dòng xe lớn ấy chị. Nó là xe 7 tấn nên là nó khỏe hơn rất nhiều ha. Nó khác hẳn. Chỉ nó là tải 3 tấn rưỡi dành cho anh chị là chạy bằng B và chạy vào những cung đường cấm thôi. Chứ còn về thiết kế của nó là xe 7 tấn hết nên anh chị hoàn toàn yên tâm ha. Đây chị, cabin của nó cũng rộng hơn các phân khúc xe 3 tấn rưỡi khác. Đấy, anh chị xem này. Đó, nhựa chất là nhựa rất là cao cấp ha. Cabin của nó này anh chị. Đó, cabin nó cabin đơn nhá. Nhưng mà chỗ ngồi của nó, chiều ngang của nó rất là lớn, hơn 2 mét luôn, ngồi 3 người rất rộng rãi. Nguyên bản của nó là xe 7 tấn mà. Đấy. Xe này thì Jack 3 tấn rưỡi. Thùng hàng dài là 5m2 này. Máy khỏe và có những ưu điểm này. Ưu điểm đặc biệt nhất mà khách chọn dòng xe này ấy, khi không mua những xe hãng Hyundai, Isuzu gì đó, đó là nó có thắng hơi thì đi đường an toàn hơn. Thắng hơi chắc chắn là an toàn hơn thắng dầu rồi. Ưu điểm số 2, thùng hàng nó dài 5m2 và rộng là tới 2m, là rất là phù hợp để chúng ta chở hàng hóa mà to cồng kềnh và chở nặng cần phải có tải gì đó. Đó, thứ ba nó đi lốp là 756 anh chị, lốp vừa phải, tầm 3 tấn rưỡi lốp này thoải mái ha. Đó, thì ba ưu điểm đó, cabin lớn nữa. Thì vậy nên lý do khách hàng lựa chọn xe Jack N350S và 350 một lớp thắng hơi ha. Ưu điểm đó là thắng hơi, rộng rãi, cùng vừa phải ha. Đó, anh chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ nhé anh chị.